Chào mừng tất cả quý vị khán thính giả đã quay trở lại với chương trình Buồn Vui Tôi Kể. Tôi là Sơn Huy, rất vui được gặp gỡ lại tất cả các bạn. Cuộc sống của tôi bây giờ đang rất hạnh phúc, đừng ai tìm tôi. Cô Kim Mai là ông đúng không? Lộn người ơi, tụi bay là một gia đình. Rồi người con trai thứ nhất này á, là đẻ ra một người con trai thứ nhất. Người con trai thứ nhất này á, đẻ ra My Trần. Đẻ ra một người con gái thứ hai. Người con gái thứ hai này đẻ ra Phương Đông. Gia đình mình là vậy thôi, hiểu không? Má. Em đứng lên, đứng lên. Chú vô showbiz lâu rồi mà chơi hay bị kính. Hèn chi không có nội. Sơn Huy là ai? Em biết ông Trần Sơn Huy không? Ai biết, ai có ai biết không? Kỳ vậy? Giờ sao? Cháu tôi á. Vậy rốt cuộc là bây giờ nổi tiếng quan trọng hơn hay là con gái quan trọng hơn? Không có phòng nào hết. Cô vậy đó, đi ra khỏi nhà tôi. Em yêu đó hả? Hay em muốn sống chung với đó? Hơn 10 năm trời cái công ty này mới gầy dựng cho cậu được một chút tên tuổi. Cậu nỡ cậu đạp đổ hết. Tại sao không nghĩ đến chuyện thay đổi bản thân mình để trở thành người trưởng thành và có trách nhiệm hơn? Đúng không? Tôi cũng muốn quay về, nhưng không biết phải đối mặt với ông ấy như thế nào. Ai cũng cần có một người cha hết, chính con cũng cần có điều đó mà. Ê, nhông, nói lại coi, ông là ai? Là con trai người em ở ba của con hai của ông cố giáo. Đó giờ chưa có thấy mối quan hệ nào nó loạn lạc vậy luôn á. Thank you.